Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 cho đến nay vẫn là sự kiện gây nhiều tranh cãi trong dư luận quốc tế, trong khi Việt Nam chúng ta có rất nhiều cơ sở để chứng minh đây là một cuộc tấn công xâm lược phi nghĩa từ phía Trung Quốc gây ra cho Việt Nam, thì thế lực này lại luôn khăng khăng cho rằng đó là hành động phản công tự vệ nhằm chống lại sự xâm lược của Việt Nam. Giờ đây không ai có thể lật ngược lịch sử để phân bua đúng sai với kẻ thù được. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu, phải không các anh em? Tuy nhiên, sự lên tiếng của một bên thứ ba, nhân vật đứng ngoài cuộc nhưng diễn kiến toàn bộ quá trình trận chiến này chắc hẳn sẽ khách quan và thuyết phục hơn phải không nào? Mới đây, một bài viết trên hãng thông tấn Sputnik của Nga đã có những bình luận phân tích chi tiết đánh thép và toàn diện về cuộc chiến này với tựa đề Bóc chết Việt Nam, nỗi nhục của Trung Quốc và sức mạnh vô địch quân đội Hồ Chí Minh. Được biết là trong số các văn phòng khu vực nước ngoài của hãng thông tấn này có một trụ sở đặt tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, vậy thì không biết là chú Tập và tỷ dân của chú đã được diện kiến bài báo này của Putin đại nấy chưa? Nếu chưa thì xin mời theo dõi video ngày hôm nay của Tin Mới để cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Với chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, chính quyền Bắc Kinh đã từng tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, thậm chí nghĩa là bóp chết Việt Nam chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Tuy nhiên, cuộc chiến này từng bị chính người Trung Quốc coi là nỗi ô nhục vết nhơ lịch sử. Các tác giả Nga đã mở đầu bài báo bằng một lập luận đanh thép như vậy. Chính thức nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến tranh biên giới Việt Trung là cuộc chiến tuy ngắn ngủi nhưng khốc liệt khi chính quyền Bắc Kinh quyết định tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc giữa hai nước. Bao nhiêu năm qua, nước này luôn san sạc tuyên truyền chiến tranh biên giới Việt Trung là cuộc phản công tự vệ để chống lại sự xâm lược của quân đội Việt Nam. Thế nhưng đó chỉ là luận điệu của những kẻ tiểu nhân tự sắc phong cho mình danh hiệu anh hùng trượng nghĩa mà thôi. Còn dư luận quốc tế có ai là không biết trắng đen phải trái như thế nào? Đất nước Việt Nam có truyền thống yêu chuộng tự do hòa bình nên sẽ không bao giờ có chuyện đi gây hấn. Việt Nam luôn muốn đối thoại hòa bình, chung sống hòa thuận với tất cả các quốc gia láng giềng, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, thân thiết, nhưng Việt Nam cũng không bao giờ chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào có âm mưu xâm lược lăn le bờ cõi. Hơn 4 thập kỷ đã trôi qua kể từ sau cuộc chiến biên giới năm đó, Việt Nam đã chứng minh được tinh thần đoàn kết, sức mạnh dân tộc và chiến thuật ngoại giao khôn khéo sáng suốt. Báo Nga bình luận rằng, mặc dù mối quan hệ Việt Trung vẫn còn tồn tại những bất đồng chưa thể giải quyết, nhưng lãnh đạo hai nước nên nhìn về tương lai vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, hai dân tộc để mà đưa ra những quyết sách phù hợp nhất. Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Quốc Thước, vị tướng nổi tiếng trong chiến tranh biên giới Tây Nam, từng chia sẻ rằng giới lãnh đạo của Trung Quốc vào thời điểm đó đã mượn tay quân diệt chủng Pol Pot để tiến hành một âm mưu tinh vi xảo quyệt khác với Việt Nam. Cho nên quân đội Việt Nam lúc đó chính là ở vào tình thế kẻ thù buộc ta phải ôm súng. Đến lúc Trung Quốc thực hiện tuyên bố sẽ cho Việt Nam một bài học, thì chúng tôi mới hiểu ra rằng hai cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trên hai mặt trận biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc là cùng một kịch bản. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ, tham vọng muốn bóp chết Việt Nam bằng nhiều gọng kìm đã được giới cầm quyền Bắc Kinh lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Tuy nhiên, Thứ trưởng của Quốc phòng Trung Quốc và cũng là gà cưng của Mao Trạch Đông, Tư lệnh Túc Dụ thì lại ảo tưởng rằng chỉ cần một tuần lễ có thể dễ dàng chiếm thủ đô Hà Nội. Ông ta cứ khoe khoang, bao hoa tại kỳ họp thứ 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 12 năm 1978 rằng chỉ cần một phần lực lượng của các quân khu Côn Minh và Quảng Châu là thừa sức đốt sạch, phá sạch, chiếm gọn thủ đô Hà Nội của Việt Nam chỉ trong vòng một tuần. Với sự hỗ trợ của hơn 600.000 binh lính tại hai đại quân khu Quảng Tây và Côn Minh cùng hàng ngàn phương tiện chiến tranh hiện đại khác, kết hợp với chiến thuật giao chiến Nu Dam Sat Ke, dùng dao mổ trâu để giết gà, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cực kỳ tự tin về binh lực áp đảo của mình.
Để hiện thực hóa được ảo tưởng này, Trung Quốc chơi quân bài cắt đứt viện trợ, ngăn cản thông thương, dựng lên vụ nạn kiều, phá hoại sự ổn định kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời ra sức tăng cường viện trợ cho diệt chủng Khmer Đỏ, chống phá Việt Nam ở biên giới Tây Nam, tạo thành thế gọng kìm. Tuy nhiên, trước sự kháng cự kiên cường, mưu trí và sáng tạo của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, các mũi tấn công của quân đội Trung Quốc đều bị chặn đứng, khiến bọn chúng hầu như không thể sử dụng được lực lượng ở quy mô sư đoàn mà chỉ có thể chia nhỏ đội hình và buộc phải thay đổi chiến thuật. Và thế là câu chuyện ảo tưởng đánh nhanh thắng nhanh, đốt sạch phá sạch chiếm cứ Hà Nội trong vòng một tuần đã nhanh chóng tiêu tan khi quân đội chính quyền Bắc Kinh bị cầm chân suốt nửa tháng trời ở thị xã Lạng Sơn, cách xa mục tiêu Hà Nội. Chưa dừng lại ở đó, trong chiến tranh biên giới phía Bắc từng có một trận chiến mà nguyên một đại đội sơn cước của Trung Quốc đã phải xin đầu hàng bộ đội Việt Nam. Sau này, báo chí Trung Quốc và chính quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phải thừa nhận đây là nỗi ô nhục lớn nhất trong lịch sử chiến đấu của quân đội nước này. Đại đội sơn cước này thuộc Trung đoàn Bộ binh 148, Sư đoàn 150, Quân đoàn 50, Quân khu Thành Đô, đơn vị còn có đầy đủ cả mộ sậu. Đại đội trưởng Lý Hòa Bình, chính trị viên Phủ Tam Mẫn, Khan Trị Nghỉ, các trung đội trưởng và đầy đủ trang bị vũ khí quân số đại đội, khi đó còn đầy đủ tới cả trăm con người. Kế hoạch của đại đội này là luồn sâu vào địa phận nước ta, thế nhưng lại đen một nỗi là bọn chúng đều không biết đường. Có mỗi tấm bản đồ cũ vẽ từ 20 năm trước, hồi còn chơi thân với nhau, sang giúp nhau đánh giặc Pháp, thì không biết gì về địa hình, địa thế đất Việt Nam ta, thậm chí là cả chiến trường vùng rừng núi phía Bắc mà họ đang chiến đấu. Thế là nghiễm nhiên toán lính trở thành một đám trẻ lạ. Khi đến Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng, đại đội này dừng chân trên một mỏm đá thì bỗng phát hiện ra sự khác lạ của bản đồ mình sai và thực địa. Nhìn xung quanh thấy đâu cũng có quân ta, quân chúng có biết rằng đánh để mở đường về là vô vọng, trong khi nguồn nước lại bị du kích xã Quang Lâm khóa chặt. Chính vì vậy, chi ủy chi bộ đại đội này đã tiến hành họp cấp ủy khẩn cấp có ghi nghị quyết đàng hoàng. Và để đi đến quyết định đầu hàng ấy, đám tù binh Trung Quốc khai họ đã phải họp đảng bộ mất nửa ngày mới ra được nghị quyết. Trong nghị quyết ra hàng có ghi rõ, tuân theo lời dạy của lãnh tụ là hãy làm việc cụ thể trong từng giai đoạn cụ thể. Vậy nay, quyết nghị ra hàng để bảo toàn lực lượng, đặng còn về với Tổ quốc. Quân và dân Việt Nam với lòng khoan dung đã chấp nhận yêu cầu xin đầu hàng quân lý Trung Quốc, tránh giao tranh đổ máu, thu lại toàn bộ trang bị của đại đội và sau đó được trưng bày ở triển lãm về chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam. Huynh hoang là thế, ngạo mạn là thế, nhưng Bắc Kinh quên mất một điều rằng ngay từ đầu dạ tâm của bọn chúng trong cuộc chiến này là hoàn toàn phi nghĩa, cho nên cái giá phải trả đương nhiên không thể nào dễ chịu. Vừa chịu tổn thất nặng nề, lại bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ, tối mùng 5 tháng 3 năm 1979, phía Trung Quốc tuyên bố rút quân về nước với thiện chí hòa bình, mong muốn khôi phục quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Lãnh đạo đảo và nhà nước Việt Nam đã cho dừng chiến dịch phản công, tạo điều kiện cho quân Trung Quốc rút về. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc hoàn tất việc rút quân khỏi Việt Nam. Nhìn lại trang sử hơn 4.000 năm của đất nước, rất nhiều lần Trung Quốc chủ động châm ngòi nổ gây hấn ở Việt Nam, nhưng bao nhiêu lần gây hấn là bấy nhiêu lần thất bại, bởi ý chí tinh thần dân tộc của người Việt Nam không cho phép Trung Quốc đạt được dã tâm. Như một nhà báo Nga từng viết, lịch sử cuộc xung đột Việt-Trung đã có hơn 2.000 năm. Các cuộc xung đột đó luôn luôn bắt đầu bởi phía Trung Quốc và luôn luôn kết thúc trong thất bại. Và cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 cũng không phải là ngoại lệ, gọi là nỗi nhục khó gột rửa trong lịch sử chiến đấu của quân đội Trung Quốc là hoàn toàn không quá lời, khi mà chính các học giả Trung Quốc cũng từng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Việt Nam là tất yếu, vì một bên đại diện cho chính nghĩa, sự kiên cường bùng dậy của người bị áp bức trí tuệ và ý chí của người làm cách mạng, còn một bên đại diện cho kẻ bị áp bức, phản cách mạng và phi chính nghĩa. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tìm Mới sự ủng hộ và cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tìm Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.